OK, xin chào mọi người đã đến với kênh giờ Bao bóc. Thì mình là Công, mình chuyên nói về những cái vấn đề liên quan đến lập trình tại channel này. Thì hiện tại mình đang là giảng viên tại trung tâm Tech Master Việt Nam. Thì tại Tech Master các bạn có thể học những rất nhiều các công nghệ liên quan đến lập trình, ví dụ như là uh, mobile, frontend, backend, database, uh, big data hoặc là AI và cả kiểm thử phần mềm nữa. Thì nếu như bạn nào quan tâm đến những cái khóa học này thì các bạn có thể tham khảo đường link dưới đây. Ok và nội dung chính của video ngày hôm nay thì trong cái quá trình giảng dạy thì mình thấy một số học viên uh, hay sử dụng toán tử bằng bằng để so sánh hai string với nhau. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ thảo luận xem là tại sao khi mà sử dụng cái toán tử bằng bằng khi so sánh hai string nó lại có nguy cơ gây ra bất nhá. Ok vào thôi. Ok để đi vào bài hôm nay thì chúng ta sẽ xem xét một cái ví dụ như sau. Thì đầu tiên là chúng ta khai báo ba cái biến string S1, S2, S3 trong đó S1 và S2 sẽ được khai báo trực tiếp như sau. Đó, còn s3 thì chúng ta sẽ khai báo bằng cách sử dụng toán tử new đó chúng ta new sinh và khởi tạo nó bằng một cái chuỗi hello này đó thì ở đây chúng ta sẽ có ba cái phép so sánh xong chúng ta so sánh s1 bằng bằng s2 s1 bằng bằng s3 và s2 bằng bằng s3 đó và tương tự thì chúng ta với với mỗi cặp ở trên này thì chúng ta sẽ có sử dụng cái function equal đó s1 equal s2 s1 equal s3 và s2 equal s3 thì các bạn ở đây, đến đây thì các bạn có thể dừng lại một vài giây để các bạn đoán xem là cái kết quả nó sẽ in ra là gì đó ok thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem là kết quả nó in ra là gì nhé rồi chúng ta có thể xem kết quả nó đây đó S1 bằng bằng S2 là true, S1 bằng bằng S3 là false, S2 bằng bằng S3 là false. Đó, còn tất cả các trường hợp y của đều đều là chu. Thế để hiểu được tại sao lại có cái trường hợp này xảy ra thì chúng ta sẽ phải đi sâu hơn vào cách tổ chức bộ nhớ của thằng string này một chút. Ok, cho những bạn nào chưa biết thì khi mà chúng ta chạy một chương trình ấy, thì tất cả những cái dữ liệu của nó ấy đều được load trên ram. Đó, tất cả những cái vùng nhớ, tất cả các biến, tất cả những cái function của chúng ta đều được load ra trên ram. Đó, đây là ram của chúng ta này. Đó, trong RAM thì chúng ta lại phân chia thành hai phần chính phần thứ nhất là stack này đó phần thứ hai là chúng ta gọi là heap đó đấy stack thì chúng ta lưu các biến local local và à, nó thuộc dạng và lùa thai và ở trong Java thì chúng ta gọi nó là primitive type đó thì ở uh, ngoài Java thì chúng ta có ngôn ngữ riêng cộng thì xét cộng cộng thì chúng ta được define ra kiểu struct kiểu struct thì chính là cô thực kiểu private này đó nhưng mà trong Java chúng ta không định nghĩa ra kiểu struct nên chúng ta chỉ có primitive type rồi đó là những cái kiểu nguyên thủy ok còn về heap thì chúng ta sẽ lưu trữ những cái kiểu reference type reference type reference type là tất cả những cái uh, kiểu mà chúng ta được định nghĩa bằng class đó tất cả những gì là class đều là kiểu value type đó OK, thì bây giờ chúng ta xem xem là khi mà chúng ta khởi tạo các string kia, thì thực sự thực hư ở trong bộ nhớ thì nó xảy ra chuyện gì? OK, thì ở đây mình sẽ viết rõ ra hai cái vùng nhớ đó là phần vùng nhớ stack này, Đấy, và vùng nhớ thứ hai là vùng nhớ heap này. Đó, mình đặt nó cạnh nhau như vậy thôi, nhưng thực ra trong vùng nhớ thì nó xếp liên tiếp lên trên nhau. Đó, vùng nhớ thứ hai là heap này. Đó, thì ở uh, trong cái vùng nhớ heap này này thì chúng ta có một cái vùng đặc biệt, đó vùng này chúng ta gọi là cái string pool, đó cái vùng này chúng ta gọi là string pool, đó pool ở đây là bể bơi ấy. đó thì vùng này có trách nhiệm là chúng ta lưu tất cả những cái string uh, mà chúng ta gắn theo kiểu trực tiếp, đó ví dụ như sau theo ví dụ như trong đề bài thì chúng ta sẽ có đầu tiên là cái string S1 của chúng ta đúng không string S1 của chúng ta thì là gắn bằng hello bằng hello đó chuyện gì xảy ra đây thì thứ nhất là khi mà chúng ta khai báo như này thì đầu tiên cái uh, S1 nó vùng nhớ stack chúng ta sẽ tạo ra một vùng nhớ để chứa cái thằng S1 này đó, S1 và S1 lưu gì S1 sẽ lưu cái địa chỉ của cái object của thằng hello này tạo ra khi mà chúng ta sử dụng cái string fix cứng như này ấy, thì cái vùng nhớ của thằng object hello này nó, sẽ được tạo ra trong cái string pool này đó đây là chữ hello này đó và hello này cái string tất cả các object của chúng ta được quản lý bằng địa chỉ thì địa chỉ ở đây ví dụ như chúng ta đặt là 01 chẳng hạn thì cái s1 của chúng ta sẽ lưu dưới dạng là 0x01 đó thì cái tiền tố không x này thì để mặc định cho chúng ta là nó thường địa chỉ thì chúng ta thường nhìn thấy tất cả kiểu thập lục phân tức là hệ hexa thì đây cái s 1 về bản chất của chúng ta là lưu địa chỉ của cái object đó đấy tiếp tục bây giờ chúng ta lại khai báo một cái string s 2 bằng hello tức đúng không đó tiếp tục string pool gói chức năng là nếu như có những cái object ấy, mà nó được khai báo cứng như này thì nếu như nó trùng nhau thì nó sẽ không tạo ra ô, ô nhớ mới mà nó sẽ dùng lại tiếp cái ô nhớ của thằng hello uh, m đã được tạo trước đó. Đó, tất cả những cái gì những cái string fix cứng này này đều được tạo ra ở trong string pool và nó không bị trùng nhau và nó những cái string nào mà ra giống nhau ấy thì nó sẽ chỉ tham chiếu đến một object thôi, nó không tạo ra hai object giống hệt nhau. Đó. Chính vì vậy mà ở đây chúng ta tạo thêm một cái à, S2 và tất cả đều refer đến cái ô nhớ vùng không ô nhớ số 01 này. 0 x 01 này đó tiếp tục khi mà chúng ta khởi tạo cái string s3 này string s3 bằng lần này thì chúng ta sử dụng toán tử new string đó và chúng ta truyền hello vào đây đó thì bây giờ chuyện gì ra khi mà chúng ta sử dụng toán tử new ấy đó thì lúc này thì chúng ta sẽ tạo ra một cái ô nhớ ở vùng phía dưới này không phải trong string pool đó với có giá trị là hello đó và ô nhớ này thì chúng ta đã đặt là khoảng 17 đi chẳng hạn không x 17 đi chẳng hạn đó thì trên stack này chúng ta sẽ sinh ra một cái biến s3 và lưu cái địa chỉ của nó là 0x17 đó và tham chiếu đến đây đó vì những có có những cái kiểu tham chiếu này này thế nên những cái kiểu object của chúng ta mới là thuộc gọi là kiểu reference type đó thì nhìn ở đây chúng ta mặc dù có ba biến đó ba cái string hello này nhưng về trong về bản chất thì trên mặt bộ nhớ thì chúng ta chỉ có hai cái object hello thôi thứ nhất là hello ở trong string pool này đó do được tạo ra do s1 và s2 chúng ta khai báo cứng này và thứ ba là cái object hello này được tạo ra khi chúng ta new cái string này giả sử mà chúng ta có một cái string 4 này string f4 mà chúng ta lại sử dụng toán từ new ấy new string ấy và lại là hello ấy. đó các bạn lưu ý là cứ khi nào chúng ta có toán từ new thì lúc đó sẽ có một vùng nhớ tạo ra và nó sẽ được tạo ra ở vùng nhớ heap và đoạn này. À, không phải string pool nhá, string pool chỉ dành cho những cái kiểu khai báo cứng như này thôi. Lại là hello nữa đây này. Đó và nó ở đây một đoạn khoảng là 0x20 này chẳng hạn. Đó và đây chúng ta tạo ra là S4 0x20 tham chiếu đến ô nhớ này đó cái khoảng cách ô nhớ giữa các ô nhớ này thì phụ thuộc vào các cái giá trị ở đây đó. ví dụ như mỗi ký tự của chúng ta một hoặc hai bài chúng ta nhân lên ở đây năm bài mười bài nó cách nhau khoảng mười bài chẳng hạn đó thì ở đây chỉ là con số tượng trưng thôi đó thì mỗi lần new thì chúng ta tạo ra một object ở phía dưới này chứ không phải trong vùng swing uh, string pool đó chính vì đây chính vì vậy mà khi mà chúng ta so sánh cái bằng toán từ bằng bằng ấy khi mà chúng ta so sánh toán tử bằng bằng thì bản chất là chúng ta đi so sánh các cái giá trị ở trong cái vùng nhớ stack này. Đó. hay nói cái khác là nó bằng nhau khi hai giá trị này giống nhau. Đó, hai giá trị này giống nhau tức là nó đang trỏ vào cùng một object. Đó, các bạn nhớ nhá. Khi S1 mà bằng bằng S2 là chúng ta đang trả lời ra câu hỏi là hai object này có phải là một hay không. Đó. Khi mà chúng ta sử dụng toán tử bằng bằng đó là chúng ta hỏi xem là à, uh, hai object này có phải là một hay không hay nói cách khác là chúng ta so sánh giá trị ở bên stack của nó hai object này có trỏ vào cùng một địa chỉ hay không đó thì ở đây trong trường hợp này thì chúng ta S1 và S2 của chúng ta đang chọn vào cùng một object đó và object hello ở trong Spring Pool này đó chính vì vậy mà kết quả S1 bằng bằng S2 sẽ là ra là chu và S1 bằng bằng S3 S1 thì nó trỏ ở đây mà S3 nó trỏ ở đây là hai object khác biệt nhau và địa chỉ một thằng là 01, một thằng là 17. Đó thế nên kết quả nó sẽ ra là false. Tương tự S2 đang trỏ vào đây và S3 là chọn đây thì nó không phải là cùng chúng một object nên nó sẽ ra kết quả là false. Đó. Đó. Thì y của ở đây, y của ở đây thì sao? Y của ở đây chính là một cái function mà chúng ta đã định nghĩa lại rồi. Đấy, So sánh bằng bằng là hỏi cho câu hỏi là hai thằng này có cỏ trỏ vào chung một object hay không thì y của là cái function mà chung, uh, thư viện mà chúng ta uh, support bởi Java và họ định nghĩa như sau bây giờ chúng ta có thể nhảy vào cái định nghĩa của họ để xem xem là họ định nghĩa như nào. Đấy, thứ nhất là cái function này nó đầu tiên cái của nó là nó sẽ so sánh cái con trỏ zip, con trỏ zip là bản chân bản chất của nó là nó trỏ vào đến cái ô nhớ của chính cái đối tượng đó và đây là cái đối tượng mà nó đưa vào thì hai thằng này mà bằng nhau tức là tức là hai thằng này đang trò vào cùng một dạch tức là nó đều là cùng một đối tượng thì nó sẽ trả về chu còn nếu không cùng một đối tượng ấy thì nó sẽ lấy van lùa của hai thằng ra để so sánh van lùa ở đây chính là cái dãy bay mà nó thể hiện đó ví dụ như là cái string của hello của chúng ta ấy, thì thực ra là nó biểu hiện là một dãy bay ví dụ uh, số h này nó thể hiện bay nó là một uh, số bao nhiêu đó chẳng hạn số 21 chẳng hạn chữ e là chữ 30 chẳng hạn đó thì đây đây là một cái dãy bài đó thì nó so sánh và lùa nó với nhau đấy cụ thể là nếu như hai string nó giống nhau ấy, thì và lùa nó sẽ là giống nhau đó thì cái điều cần nhớ của chúng ta rất là đây là khi mà chúng ta sử dụng số bằng bằng này thì nó so sánh là xem đây có phải là hai object không đó và cái y của này chúng ta sẽ so sánh va lùa của nó đó tức là giá trị đây này. giá trị đây đều là hello này đó nhưng ở đây này là hai object mặc dù có ba biến nhưng là chỉ là hai object thôi đó và cái này sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà chúng ta im element đó ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ cần một im element một cái function sau bây giờ chúng ta sẽ có một yêu cầu là bây giờ in ra truyền vào một cái tên in ra hoan hô nếu như nó tên là tuấn còn nếu như uh, in ra thì là uh, không có gì thì nếu như nó không phải tên là Tuấn thì chúng ta sẽ thử implement cái function này như sau Ok, bây giờ chúng ta sẽ implement một cái function nhau là Hello Tuấn Đầu vàng chúng ta nhận là name Thì nếu như cái name này mà bằng Tuấn ấy thì chúng ta sẽ in ra hello tuấn còn nếu không thì chúng ta in ra nothing thì bây giờ chúng ta thử với hai cái test cây như sau nhé đó thì bây giờ chúng ta sẽ có cái string đầu tiên là name một bằng tuấn chẳng hạn đó bây giờ string thứ hai của ta là name hai bằng new string và cho chúng ta chuyển tuấn vào đó đấy bây giờ thì chúng ta system out ra À, đầu tiên là hello tuấn của name một đi đó tiếp theo là chúng ta sẽ à, à, chúng ta có in ra gì đâu nhỉ đây name một này tiếp sau đó là name hai này đó rồi bây giờ dưới danh nghĩa dưới danh nghĩa là người dùng đúng không người sử dụng api ấy. ví dụ như chúng ta là developer thì chúng ta chủ yếu sử dụng các api cung cấp bởi các thư viện hay là của bên thứ ba nào đó đúng không đó thì họ cung cấp cho chúng ta một cái function là hello tuấn này này và chúng ta nhìn vào nhìn vào cái signature của cái function này thì chúng đều và nhận là string đúng không thì đây name một chắc chắn là kiểu string rồi và name hai chắc chắn là kiểu string rồi và chúng ta expect là hai cái kết quả này nó đều phải in ra kết quả giống nhau bởi vì thằng này cũng tên là Tuấn và thằng này cũng tên là Tuấn đúng không? Đó, thì chúng ta expect cả hai lời gọi hàm này đều in ra là hello Tuấn. Bây giờ chúng ta chạy thử xem nhé Đó, thì ở cái test cây đầu tiên thì nó sẽ in ra hello Tuấn, nhưng ở cái test cây thứ hai thì nó lại in ra là nothing. Tại sao lại như vậy? Đó, thì vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta implement cái hàm này, chúng ta khi mà chúng ta so sánh bằng bằng như này đó, chúng ta sử dụng trực tiếp cái string này tuấn này ra thì đây thằng tuấn này cũng là một object và ở đây chúng ta khai báo cứng thì là cái thằng object tuấn này nó sẽ được khai báo ở trên string pool này đó đó tuấn ở đây nhá đó và khi mà chúng ta khởi tạo thằng name một này thì chúng ta cũng khai báo cứng và chính vì vậy thằng tuấn này của thằng uh, của thằng name một này name một ở đây nhá name một ở đây nó cũng tham chiếu đến chữ tuấn này Chính vì vậy mà chữ Tuấn này và chữ Tuấn được đem ra so sánh ở đây thì nó đều trở vào cùng chữ Tuấn ở trong sòng swing pool này. Đó. Mặt khác, khi mà chúng ta tạo ra cái biến name 2 này, đó là string new, new string Tuấn đúng không? Thì khi mà sử dụng giá trị new thì nó sẽ tạo ra một cái vùng nhớ mới ở phía dưới này. Đó, và tên là Tuấn đúng không? Đó, mặc dù hai tên là Tuấn nhưng một thằng là ở string, swing pool, một thằng thì ở phía dưới này thì nó là hai object khác nhau. Thế nên khi đối với thằng name 2 này nó sẽ không thỏa mãn cái điều kiện này đó chính vì vậy để an toàn khi mà làm việc với string ấy thì chúng ta nên sử dụng cái function equal này đó để giảm tải tối đa những cái nhầm nhẫn nhầm lẫn mà không không à, không muốn xảy ra đó với string đúng không chỉ riêng với string thôi nhá đó chỉ riêng với string thì chúng ta nên sử dụng equal này đó trừ khi chúng ta biết là chúng ta đang làm gì ví dụ như với những cái class mà chúng ta tự tạo ra ấy, thì chúng ta có thể so sánh bằng bằng được bởi vì chúng ta biết chắc chắn là những object đấy là do chúng ta khởi tạo ra đúng không không có gì không có vùng nhớ nào đặc biệt cả nhưng riêng với string thì chúng ta có cái thằng string pool kia và chúng ta có thể khởi tạo mà không sử dụng toán từ new đây đó ví dụ như một cái class sinh viên mà chúng ta tạo ra ấy, thì chúng ta không thể tạo ra một object mà lại không sử dụng toán từ new được đó thì như vậy nó không không có vấn đề gì lắm đó nhưng riêng với string thì đây chính là cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý đó bây giờ chúng ta thử ra lại này đó bây giờ đều là hay hello tuấn rồi đó thì đây chính là những cái vấn đề mà mình muốn nói đến trong video lần này đó là thứ nhất là string pool string pool được tạo ra từ đâu và cái khi làm việc với string thì cần so sánh cần để ý cái điều gì đó ok xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau Ok, sau khi xem hết video này thì nếu như các bạn cảm thấy cái cách giảng dạy, cái cách truyền đạt của mình phù hợp với các bạn ấy, thì các bạn có thể tham khảo cái khóa học online và offline về cấu trúc dữ liệu giải thuật ở dưới phần link miêu tả. Thì tại các khóa học này thì ngoài việc cái giảng dạy lý thuyết, nói về các lý thuyết về cấu trúc dữ liệu và giải thuật thông thường thì mình có một lớn thời gian mình sẽ đi vào tập trung giải quyết các bài toán trên trang LeetCode. Thì nếu như bạn nào chưa biết LeetCode thì LeetCode và HackerRank hiện tại đang là hai cái nền tảng À, luyện tập lập trình lớn nhất trên thế giới hiện nay và dạo gần đây thì hầu như các công ty đều chọn những bài tập có format giống hai cái trang này để uh, thực hiện cái bài phần test kỹ thuật lập trình cho các ứng viên khi mà đi tham gia phỏng vấn vào các công ty thì nếu như đăng ký cái khóa học online dưới đây thì các bạn có thể uh, tham gia vào cái group giải bài tập của mình thì hàng tuần mình sẽ giải các bài tập được trên e code và tại đó thì chúng ta cùng nhau À, luyện tập cái kỹ thuật lập trình cái khả năng lập trình của mình để sao cho cái phần thi kỹ kỹ thuật lập trình của chúng ta tại các vòng phỏng vấn để đạt được hiệu quả tốt nhất. Ok, xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.